Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị bạn đã quay trở lại kênh của em Hoành ô tô cũ. Em Hoành chuyên để bán tải và vai ớt và dòng vai ớt. Hôm nay em Hoành gửi tới anh chị và các bạn một mẫu xe, đó là con BT50 đời 2014, hai cầu, máy dầu số tự động. Con này là bản 3.2 anh chị nhé, hai cầu, cầu điện tử. Con này được mang biển số Quảng Ninh. Con này thì chủ xe rất là chơi, có lẽ là một thanh niên trẻ chơi độ ở đây rất là nhiều. Đây anh chị có thể nhìn thấy này, là răng đúc 4 bánh đen xì này, dán tất cả các tem rất là khỏe mạnh. Con này thì màu vàng cát, đâm ra anh ấy cải vào rất nhiều màu đen, tất cả các hoa văn chữ BT độ vào rất nhiều. Tất cả các tay lẹp cửa đã bọc mỡ chrome mà về che mưa. Đèn cũng được ốp bọc đít đèn hết này. Màu đen rất là đẹp luôn anh chị nhá. Con này thì bên em đang giao bán với giá là 475 triệu đồng. Chỉ có 475 triệu đồng thôi. Anh chị được sở hữu ngay một con BT50 đời 2014. 4x4 đây anh chị nhá. Hai cầu máy dầu. Bản số tự động 3.2. Đây anh chị nhìn này. Con này thì form dáng còn nguyên, màu vàng cát rất là đẹp. Bên em bao test đâm đụng ngập nước, không mở máy mở miếc gì anh chị nhá. Con này bạn thanh niên nào mà mua vào là ngon, đầy đủ anh ấy độ hết đây rồi, đi vào rất là phong cách. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy kỹ đây. Đây là form dáng bên ngoài. Sơn xì còn rất là đều, rất sát một chút xí thôi, phải thôi. Đấy, bộ la răng đúc này. Nhìn thấy bộ la răng đúc chưa? Đèn bóng luôn, đẹp mướt. Lốp này còn tầm 90% nha anh chị nha. Đây, cua lốp, anh chị nhìn cua lốp này. Cua lốp không hề mục mọt, 2014 thôi nhưng không hề mục mọt chỗ nào. Xi nhan tích hợp trên gương này. Con này đăng kiểm đến tháng 4 năm 2020. Đời này thì đăng kiểm 1 năm 1 lần nhé. Đây này, đầu đèn nó được bọc hết rồi, bọc bảo vệ đèn hết này. Con này thì bên em bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Biển 14, nếu anh chị ở tỉnh khác không thích sử dụng biển 14 thì em sẽ bao rút cho anh chị hồ sơ. Đây. Anh chị ở xa tít mù tắp thì cũng có thể em sẽ hỗ trợ cho anh chị một phần tiền vận chuyển. Đây, về nội thất con xe này. Nói thật là rất là chơi, thanh niên này rất là chịu chơi, đổ hết lên rồi còn đâu. Mình đi từ đầu tiên từ cái tappy của cửa chính nhá. Đây tappy của cửa chính anh chị nhìn đây này. Đấy, gương kính chỉnh điện hết nhá, chức năng này. Đây anh ấy còn độ cả những cái dây màu đỏ đỏ hồng hồng nữa này, cho lổi xe này. Keo chỉ thì còn nguyên này anh chị này. Bao test đâm đụng ngập nước nha anh chị nhá, xe không lỗi nhá. Những con xe đời cao mà lỗi thì khó bán lắm. Chị nhìn xem này, tất cả những cái ốc bản lề này, khóa hãm cửa này còn mới nguyên. Đây, khóa cửa này còn là tất cả dấu sơn của nhà sản xuất này. Rất là còn đẹp nha, BT50 này. Bộ ghế thì được bọc phủ thôi, trải một lớp thảm ghế, bọc một lớp đệm ghế màu đen đỏ, rất là bắt mắt, rất là cá tính. Dưới sàn cũng thế, sàn cũng lại trải một lớp đen đỏ này. Trần cũng vậy này, trần cũng bọc trần 5D đen đỏ hết. Đây, anh chị nhìn lên phần vô lăng của nó đây. Vô lăng con BT5 hợp này, tích hợp tất cả các chế độ trên vô lăng này. Túi khí dành cho người lái này. Đây, con này thì chạy 8 vạn anh chị nhé. Chạy 8 vạn. Đem đè lổ lên cho anh chị này. 8 vạn này. Con này độ lên được màn hình Android rồi. Trước của nó là không màn hình, nó chỉ là màn hình CD thôi. Đây là độ lên màn hình Android CD rồi. Đây, để xem là có cam đùi không này. Đấy, đã có cam đùi đàng hoàng này. Nắp cam đùi rồi. Đây, điều hòa thì hai vùng độc lập này. Điều hòa hai vùng độc lập.
tabi của nó đây. Đồng hồ nhỏ hiển thị này. Túi khí dành cho người bên ngô cạnh này. Đây số tự động đây. Hộp cấp số tự động đây. Đây là cầu 2 đây. Chế độ có dẫn chế độ 4 bánh, dễ chế độ 2 bánh sau bánh trước đây. Hiển thị anh em bật thử này, vẫn hiển thị này. Đây anh nhìn đấy, chị nhìn thấy cầu dấu xanh hiện lên chưa? Đấy. Đi bằng cầu trước, đi bằng cầu sau và dẫn động bộ tự động 4 bánh. Đây em tắt chế độ này. Em tắt rồi chỉ để đi chế độ bằng số tự động này thôi. Tất cả những cái vẻ cái che mưa là che nắng nguội. Xe này có cả bùa này. Công danh tài lộc. Đây này, tất cả cái chân ga và chân đấy cũng được bạn ấy đệm vào hết, đậu hết. Rất là đẹp. Đây hàng ghế sau đây. Cũng trải một bộ ghế da ghế của nó bên trong ghế xịn của nó lại màu cà phê nhỉ. Bên trong màu cà phê đẹp đấy. Ai mà không thích cái bộ bọc ghế này thì có thể dùng ghế của nó. Ghế của nó đằng sau chắc là mới lắm, mới tinh này. Anh ấy không dùng đâm ra là mới lắm anh chị ạ. Nếu ai không thích cái màu này có thể bỏ bọc ghế ra. Đây là cánh cửa sau lái đây. Keo chỉ này. Keo chỉ thì ok luôn, không có suy nghĩ gì cả. Bao tét mà. Bao tét đâm đụng mà. Nắp xăng cũng đổ hết này. Đây vài phần cốp này. Đây, cốp rộng rãi. Cốp này thì chắc chắn là không sử dụng, không nai vật gì lắm. Nhìn tất cả các cái đường rãnh thứ của nhựa này, không hề bị xứt sát nhiều, không hề bị mòn dẹt. Con xe này không hề trở lặng mấy anh chị ạ. Không hề trở lặng. Không hề trở lặng mấy. Xe dân dụng gia đình đi rồi. Đây về phần cánh sau phụ tabi đây, không xước sát nhiều. Kéo chỉ này. Không mất phần kéo chỉ nha anh chị nhá. Ốc khóa này còn tất cả rất là mới luôn. Vẫn còn rất xấu sơn của nhà sản xuất rất là nhiều. Đây cánh sửa bên phụ đây anh chị ơi. Đẹp, rất là đẹp luôn. Keo chỉ thì là phần quan trọng nhất. Mình xem keo chỉ một cảnh xem có bị mất hay không. Mất không thì chứng tỏ xe đã tai nạn đâm đụng gì ấy chưa. Nhưng bên em thì những cái dòng bán tải thì em bao tét toàn bộ nhá. Xe đẹp mới bán, xe lỗi không bán nha. Con này có kính gương cầu này. Gương cầu để nhìn cái vẹt bánh đằng sau. Xem đỗ vào sát vỉa hè hay không, có đè lên vỉa hè lan can hay không. Gương cầu lõm này nhìn đằng sau này. Đây em cho anh chị xem về phần máy, lắp cabo vào máy để anh chị có thể đánh giá được tổng quan là con xe này. Từ tất cả các góc cạnh chuẩn đẹp nhất. Đây về phần lắp cabo đây, anh chị nhìn cho kỹ này. Tất cả các dấu tròn, dập lồi, dập chìm của nhà sản xuất còn nguyên luôn, không hề móp méo, không hề xộc xệch. Đây là phần keo chỉ này thì họ cũng được dán một lớp gioăng rồi như đây. Đây có thể nhìn rõ keo chỉ luôn. Keo chỉ à. Còn nguyên luôn. Đây. Dập lồi dập chìm đây. Nét căng như soli luôn.
nước làm mát này, máy móc rất là sạch sẽ nhá, mới tinh nhá. Nhìn kỹ các cái đầu ốc này, đầu ốc chân máy này. Máy đang lổ anh chị nhá, vẫn đang lổ bình thường. Đây là máy móc, anh chị nhìn rõ xem. Không hề ra máy, không hề có dấu hiệu làm lại của máy. Máy móc thì cực kỳ khô ráo, không có dầu mỡ gì cả. Đây, tất cả những cái này còn sáng như này không? Tất cả những cái đầu pin còn sáng này không? Anh em đi ăn này, chị này. Máy móc cực kỳ sạch sẽ, khô ráo nhé. Ok. Em vừa giới thiệu cho anh chị về một mẫu xe BT50 bản 3.2 hai cầu máy dầu số tự động đời 2014. Bên em đang giao bán với giá là 475 triệu đồng. Anh chị nào cảm thấy con xe là phù hợp với mình, hãy nhấc điện thoại gọi cho em theo số điện thoại 0904 250 500. Em tên là Hoành, 32 tuổi. Em chuyên về các dòng bán tải và dòng vai ớt anh chị nhé. Vai ớt, từ vai ớt rẻ tiền đến vai ớt đắt tiền. Anh chị nào quan tâm gì hãy nhấc điện thoại gọi điện cho em, hay là hoặc là theo dõi kênh của em. Anh chị nào mới theo dõi kênh của em lần đầu thì hãy bấm like chia sẻ cho em, đăng ký kênh cho em để em sẽ gửi tới anh chị những mẫu xe khác cập nhật liên tục để cho anh chị tham khảo và chọn lựa chúng. Vâng, em xin cảm ơn và chào tạm biệt.